trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Chả phải ăn gì đâu. Trưa nay được một bữa no nê thế rồi đã đói rồi mà. Cho mẹ ở nhà chờ. Cô đừng có làm liều, không cô lại tiễn Ezic đi trước cô đấy. Cô ấy còn bảo là làm ăn như thế mất uy tín, lần sau cô không đặt hàng nữa. Con có biết là tiền mẹ để đâu không? Thế ạ? À? Mẹ tìm kỹ lại đi. Lan Nhi hả? Em là rất hay đến muộn giờ cô đúng không? Cậu tính thế nào đây hả La La? Rồi biết rồi, tớ xin lỗi. Tại hôm qua mẹ tớ đi vắng, mọi chuyện rối tung hết cả lên. La La, thế cậu định biết lý do đấy là bài kiểm điểm à? Mỹ, cậu biết cái gì đấy? Hôm nay tớ tốt bụng, tớ viết bản kiểm điểm cho La La đấy. Thôi đi nhá, cô mà biết cậu viết cho La La, nghĩa là đủ với cô đấy. Các cậu có biết là hôm nay cô đã gọi tớ lên để chất vấn không? Tớ biết là cậu cũng khổ rồi. Nhưng mà tớ cũng có nỗi khổ riêng chứ. Cái gì? Vịt bầu mộng có nỗi khổ riêng à? Thật mà. Để tớ kể cho các cậu nghe nhá. Nói đi. Chuyện là thế này. Hôm qua tớ biến thành mẹ tớ. Thế là tha hồ tiêu tiền, tha hồ đi chơi mua sắm. Nhưng cuối cùng mọi việc rối tung hết cả lên. Ezic thì bị ốm, khách đặt hàng không xong, tiền điện thoại cũng không có để đóng nữa. Tớ chẳng biết phải làm gì cả. Đó như muốn nổ tung cả lên ý. Là cậu coi bọn tớ là trẻ con lấy lớp bà. Nói làm nhảm. Các cậu không tin tớ à? Thôi đi, đừng có ăn nói linh tinh. Hôm nay cậu đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi đấy. Cậu có nỗi khổ riêng thì tớ cũng phải có nỗi khổ riêng của tớ chứ. Các cậu toàn gây ra những chuyện linh ta linh tinh, xong rồi bắt tớ phải hứng trách nhiệm. Không thể hiểu nổi. Mai Lâm, thật là cậu có nỗi khổ riêng á? Đấy nhớ, ai bảo là cậu không mặc được váy nào Mai Lâm. Hôm nay thì bọn con trai chỉ có lác mắt mà hâm mộ cậu thôi nhớ. Sao? Nhìn gì? Tớ vẫn là con gái mà. Mà tớ tuyên bố, lớp mình cứ thoải mái đi. Đến trường là để học, chứ không phải là để đi chạy cải tạo đâu. Như là này này, hôm nay gọi điện cho tớ, bảo là bị mệt, bị buồn ngủ. Tớ bảo cứ ngủ thoải mái đi. Tớ đã viết giấy xin phép hộ cho rồi. Mỹ, màu tóc này của cậu lỗi mốt rồi. Ngày mai cho cậu nghỉ một ngày để mượn tóc nhé. Cậu tát tớ một phát đi. Chẳng qua là tớ muốn lớp mình vui vẻ một chút xíu thôi. Mẹ Lâm, cô giáo đến kìa. Cô giáo. Cả lớp, đúng. Như thường lệ, cô chỉ có một câu hỏi cho cả lớp thôi. Bạn nào chưa học bài tự giác đứng lên. Thưa cô, em chưa học bài ạ. Mai Lâm, em nói cái gì? Em chưa học bài. Em nói thật đấy ạ. Em chưa học bài ạ. Mai Lâm, tại sao? Tại sao em là một cán bộ lớp lại có thái độ thiếu nghiêm túc như vậy? Em phải làm tấm gương cho cả lớp noi theo chứ. Mai Lâm, hôm nay tớ sẽ giúp cậu chút hết mọi bứt rứt trong lòng. Dạ thưa cô, trước hết em cũng xin lỗi cô. Nhưng hôm nay em cũng muốn
nói với cô một điều ạ. Em nghĩ là cán bộ lớp không phải là hoàn hảo 100%. Em muốn chứng minh cho cả lớp biết điều đó. Vậy là em cố tình không học bài? Dạ, không phải đâu ạ. Chẳng qua hôm qua em đi họp về muộn quá ạ. Mai Lâm, tôi không thể chấp nhận chuyện một học sinh giỏi gương mẫu lại có thái độ học tập thiếu nghiêm túc như vậy. Em ngồi xuống, không điểm. Tôi sẽ trao đổi việc này với cô giáo chủ nhiệm. Và tôi cũng sẽ phải trao đổi với phụ huynh của em về việc này nữa. Mời bố của Mai Lâm lên Hà Nội á? Chết rồi, làm thế nào bây giờ? Mai Lâm ơi, tớ hại cũng mất rồi. Hoa Hoa, hôm nay Mai Lâm ăn phải cái gì sao ấy? Nói năng thì làm nhảm, đã thế còn mặc chả giống ai nữa chứ. Tớ thấy bảo những người sống một mình hay bị trầm cảm, rối loạn tâm lý ấy. Này, gần đây cậu chơi với sếp, cậu thấy sếp có gì đặc biệt không? Vớ vẩn, rượu dấu vết gì, cậu nghĩ linh tinh, sếp vẫn chỉ là sếp thôi. Mà lớp chân cậu, chân cậu, tại sao hôm nay các em phải có thái độ học tập thiếu nghiêm túc như vậy? Bí thư thì không học bài, cả lớp thì nhao nhao như cái chợ, cứ như là tôi không có mặt ở trong lớp ấy. Các em mà có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên như vậy thì tôi cũng không cần phải giảng bài nữa. Tôi trả lớp lại cho chủ nhiệm của các em. Tiết học đến đây là kết thúc. Cậu nói gì Mai Lâm đi? Mai Lâm, mau xin lỗi cô đi, cô cáu rồi đấy. Em thưa cô. Chết rồi, nói như thế nào bây giờ? Bình thường Mai Lâm sẽ nói như thế nào nhở? Ôi cái cô đến này. À, thưa cô, thi đua, thi đua. Ý em muốn nói là thi đua. Mai Lâm, em nói cái gì đấy? Hôm nay cô thực sự không hiểu em làm sao nữa. Mai Lâm ơi, tớ xin lỗi. Cậu hãy cứ làm Mai Lâm đi nhá. Còn tớ sẽ là La La thôi. La La, dậy mau. Tôi vào rồi. Cả lớp, đứng.